Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Webby phiên bản 110 của năm 2024. Thỏa theo cầu của rất nhiều bạn thì ngày hôm nay mình sẽ quay chi tiết cận cảnh phiên bản màu sắc đen nhám cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 12 của năm 2023. Để với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đầu tiên ở phần đầu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, thiết kế được tạo hình thay đổi khá nhiều ở phần đầu xe so với phiên bản của năm 2023. Hệ thống đèn pha cốt thì vẫn giữ lại với thiết kế của phiên bản năm 2023 các bạn nha. Nhưng hệ thống đèn xi nhan và đèn định vị được làm thay đổi đi khá nhiều. Các bạn có thể nhìn chính diện trên màn hình cho mình luôn. Đặc biệt là vị trí ốp mặt nạ phía trước xung quanh vị trí chữ Honda ở đây được làm dài hơn so với phiên bản của năm 2023 và bổ sung thêm hệ thống đèn định vị cho xe. Các vị trí khe thoát gió trên xe cũng được loại bỏ đi so với phiên bản của năm 2023. Mình thì mình vẫn thích rằng những khe thoát gió đó được tạo dựng trên phiên bản của năm 2024 này. Tuy nhiên loại bỏ đi rồi, kể cả phần yếm trước lẫn hai bên hông xe các bạn nha. Bổ sung thêm một số những cái màu sắc như màu bạc trên những phiên bản màu sắc đen nhám, màu xanh dương đậm, màu trắng vân vân. Hiện tại trang bị cho xe vẫn là khối động cơ xăng 4 kỳ một xi lanh làm mát bằng không khí. Với khối động cơ này sản sinh ra công suất 6,46 kW tại vòng tua bánh 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 8,7 Nm. Vị trí mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm, hệ thống chìa khóa 4 trong 1 là tương tự giống với phiên bản của năm 2023. Chìa khóa bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên các bạn nha. Mở yên xe chỉ cần nhấn chìa khóa vào vị trí shift thôi là có thể mở được yên xe. Logo hiện tại vẫn ghi là năm 2023, tuy nhiên thì phiên bản này sẽ là phiên bản mới năm 2024. Tại vì các bạn biết rồi, những mẫu xe được sản xuất vào cuối năm 2023 là những phiên bản để bán cho năm 2024. Hệ thống đèn hậu phía sau thì tương tự giống với phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Tích hợp chung đèn xi nhan đến phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe này. Cân nặng hiện tại của mẫu xe cho phiên bản phanh cơ vành nan hoa là 97 kg, còn phanh đĩa vành nan hoa như các bạn đang theo dõi là 98 kg các bạn nha. Về nguyên bản nguyên zin của mẫu xe phiên bản đen nhám này là phiên bản đặc biệt sẽ được trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa. Tuy nhiên để tăng sự khỏe khoắn hơn, phong cách hơn và thể thao hơn, đại lý có lên cho hệ thống vành đúc. Cốp xe phía bên trong yên xe đây các bạn có thể theo dõi. Bình xăng với dung tích là 4 lít cùng với trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGMFI. Cốp xe nhỏ thôi đủ dùng để các bạn có thể để được một số vật dụng cá nhân khác nhau. Các bạn có thể theo dõi qua một chút với mẫu xe này. Các nội dung trên xe từ phần kích thước mâm xe, kích thước lốp xe, trang bị phuộc trước phuộc sau, hệ thống phanh đĩa là tương tự giống với phiên bản của năm 2023 các bạn nhé. Không thay đổi quá nhiều. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình trong thời điểm hiện tại với dòng xe này. Hiện tại thì mình có thể điểm qua một số những nội dung trên xe để nhắc lại thôi. Với cái khoảng sáng gầm xe trên mẫu xe các bạn đang theo dõi là 135 mm. Độ cao yên xe ở mức là 760 mm các bạn nha. 760 mm. Những phiên bản thể thao và đặc biệt ấy thì chiều rộng của xe nó sẽ được làm to hơn một chút, với chiều rộng lên tới là 709 mm. Còn phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 698 mm. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý như mình vậy. Đó là chiều rộng của xe. Còn chiều cao và chiều dài là tương tự giống nhau. Hiện tại thì về mức giá bán của dòng xe mình có thể báo giá nhanh gửi đến bạn cùng tham khảo trong thời điểm giữa tháng 12 của năm 2023 như sau. Mẫu xe hiện tại có 5 màu sắc và 3 phiên bản. Trong đó phiên bản thấp nhất là phiên bản tiêu chuẩn với màu sắc đỏ đen, trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa, giá bán hiện tại là 22 triệu tròn các bạn nha. Tức là ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng. Mức giá bán đề xuất của hãng cũng là 22 triệu luôn. Trong khi đó phiên bản thể thao, phiên bản đặc biệt đi, như màu sắc các bạn đang theo dõi trên hình trước đã. Phiên bản mà màu sắc sơn zin ấy, nguyên zin đến từ đại lý, trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa thì giá bán hiện tại là 23 triệu 600, cũng ngang bằng giá bán đề xuất của hãng luôn. Còn phiên bản ở đây các bạn có thể theo dõi rồi, được đại lý lên cho nó hệ thống mâm đúc. Còn cái phiên bản thực tế của nó zin đến từ Honda Việt Nam ấy, chỉ có 3 màu sắc cho phiên bản thể thao thôi, là phiên bản màu trắng bạc đen, phiên bản màu đỏ bạc đen và phiên bản màu xanh bạc đen, tức là màu sắc xanh như đậm ấy, thì mới trang bị hệ thống mâm đúc các bạn nha. Giá bán hiện tại của những phiên bản, kể cả phiên bản màu đen nhám mâm đúc này,
giá bán sẽ là 25.600.000 đồng. 25.600.000 đồng, tức là cũng ngang bằng giá bán đề xuất của hãng với dòng xe Honda Grabby phiên bản 110 của năm 2024. Rất cụ thể và chi tiết như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn tham thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký tùy theo của các bạn, ở thành phố hay ở huyện tiền đăng ký nó sẽ khác nhau. Mình lấy ví dụ ở Lai Châu mình nhé. Với tiền đăng ký cho mẫu xe Rick này tại huyện của tỉnh Lai Châu, tiền đăng ký các bạn cộng thêm vào cho mình vào khoảng tầm 1.100.000 đồng. Còn các bạn nào ở thành phố Lai Châu luôn thì đăng ký vào khoảng tầm 2.1-2.2 với dòng xe Rick ở đây. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo lưu tâm, lưu ý và tham khảo. Với mẫu xe Rick này thì là một mẫu xe số phổ thông được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm, đặc biệt ở Tây Bắc mình ấy, người dân cũng mua rất nhiều bởi tính thực dụng của nó này. Một chiếc xe trang bị đầy đủ các nội dung, từ vị trí cốp xe cũng có, bình xăng dung tích cũng rất là lớn, trang bị hệ thống phun xăng điện tử PCMFI cho ra khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là vượt trội. Trước đây ở phiên bản cũ đã tiết kiệm rồi là 1,7 lít trên 100 km thì phiên bản mới năm 2024 ở đây còn tiết kiệm nhiên liệu hơn, chỉ ăn xăng ở mức là 1,56 lít trên 100 km mà thôi. Rất là ok các bạn nha. Đi kèm với đó là rất nhiều những màu sắc đẹp, ưu đãi và hấp dẫn, trang bị nhiều những phiên bản từ phanh cơ vành nan, phanh đĩa vành nan và phanh đĩa vành đúc để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Các nội dung trên xe cũng được bố trí khá là nhiều, chìa khóa thì 4 trong 1, không phải mở chìa khóa ở phần hông xe để mở cốp xe nữa mà chỉ cần một nút ấn mà thôi, hoàn toàn ok. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp với đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình các bạn nha. Hiện tại đang có đầy đủ các màu sắc, kể cả phiên bản 2023 vẫn đang còn đầy đủ hàng. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về mẫu xe ở đây. Cùng với đó là được áp dụng rất nhiều những chương trình khuyến mại, kể cả bốc thăm trúng thưởng với những dòng xe này các bạn nha. Ok luôn. Rồi, cảm giác này của mình. Nếu hai các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.